Năm 2015, công ty Kim Tính tổ chức chương trình team building với chủ đề Chance to Success, thay đổi để thành công. Chương trình team building được tổ chức tại thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 130 cán bộ công nhân viên của công ty Kim Tính và công ty cổ phần Logistics NPL. Chương trình team building được xây dựng dựa trên thông điệp của ban lãnh đạo tập đoàn: hãy cùng thay đổi để hướng tới một tương lai thành công hơn nữa. Hãy cùng nhau xây dựng Kim Tính lên tầm cao mới, trở thành một tập đoàn vững mạnh. Chúng ta hãy thay đổi từ những thói quen đơn giản nhất, có thái độ sống tích cực, có trách nhiệm với bản thân, biết định hướng tương lai, xác định nhiệm vụ và mục tiêu của mình trong cuộc sống. Việc hôm nay không để ngày mai, phải biết ưu tiên, điều gì quan trọng thì hãy làm trước. Tư duy cùng thắng, tập thái độ không mong ai thua cuộc. Biết lắng nghe để thấu hiểu và để được thấu hiểu, phải biết lắng nghe một cách chân thành. Có tinh thần hợp tác, hợp lực làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Biết rèn luyện và phát triển những kỹ năng, hãy học hỏi để bản thân mình luôn hướng về phía trước và mới mẻ. Dẫn dắt, hy sinh, gợi mở, những người lãnh đạo Kim Tính hãy luôn là những người dẫn đầu làm gương và sẵn sàng làm gương cho cấp dưới. Sân chơi team building là hành trình kéo dài 25 km từ thành phố Đà Lạt đến khu du lịch Suối Tía, và 8 thói quen được thể hiện qua các thử thách đầy khó khăn mà ban tổ chức đã bố trí trong suốt hành trình của chương trình. Điều này bắt buộc 12 đội chơi phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Thử thách 1, bật thư xuất phát. Thử thách 2, lắng nghe, thấu hiểu. Thử thách 3, tinh thần hợp tác. Thử thách 4, tư duy cùng thắng. Thử thách 5, hợp tác để thành công. Thử thách 6, tổ chức công việc. Socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? I dare you to kiss me. With everyone watching, it's truth or dare on the dance floor. Và hơn thế nữa, thông qua chương trình Team Building, ban lãnh đạo Kim Tính muốn truyền tải đến toàn thể cán bộ công nhân viên: đây chính là thời điểm để thay đổi. Vậy còn chờ gì nữa? Những công dân Kim Tính, những con người đầy bầu nhiệt huyết, quyết tâm, những con người gánh trọn sứ mệnh cao cả và niềm tin trọn vẹn từ ban lãnh đạo công ty Kim Tính. Chúng ta hãy tự thay đổi mình, hãy cùng tiến lên, chung vai góp sức mình vào thành công của công ty trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới. Kim Tính! Quyết tâm! Kim Tính! Quyết tâm! Kim Tính! Quyết tâm!